Chào các bác, cô chú anh chị. Đi ra ra chợ một tí nhưng mà vào vào chỗ vườn nhà, chắc là đám thủy cô nên gọi chị Mừng ấy, chị Mừng cạnh nhà vườn nhà cô Vững ấy. Đấy thì có cái cây chắc rất là khủng kìa, đang báo giá là khoảng 40 triệu đấy. Và những cây khác ở đây cũng khá là ok, sát vách với nhà bà Vững ấy. Đấy có hai con chắc đang hiện tại là có hai, à, ba con mini này, còn hoành này, vài con 40 kia, có một cái cột lũa rất là ghê gớm kia, còn bồ đề này cũng rất kinh. Đấy. Và tổng thể xung quanh này, đây có con phi lao nó cũng gớm, thì sẽ quay chi tiết một chút để chiêm ngưỡng qua các bác nhé, qua màn hình nhỏ thì các bác nhé. Đấy. Đấy, xin phép đi vào đây một chút. Đầu tiên là chiến và trọng tâm cái chắc lũa này, chắc lũa này. Cái camera của tôi nó bị hỏng cái hình như nó hỏng cái lỗi cái chống rung quang học của bác, cho nên là nó mắc lư tí, chưa có điều kiện thay các bác. Thì bác chịu khó xem tí cũng rất biết là nó khó chịu nhưng mà biết làm nào được. Đấy thì con chắc được. Trên cái chậu rất là khủng và đang ngủ trưa trong kia. Đấy thì chắc này thì tôi đang nghiên cứu xem là liệu có phải là cái thân của nó liền thân ở đây luôn không, hay là ghép vào, hay là ghép vào bác nhé, liệu phải liền thân không hay là ghép vào. Đây tổng thể trên cái chậu xi măng này, này trồng trên cát, có tượng là hai ngày đẹp chơi cờ, rượu chơi cờ, trà chơi cờ. Đấy thì cái khối gỗ lũa này thì nó rỗng ở giữa để gài, để có những cái rễ của cái chắc này đi từ trên phía xuống. Đó. Đi từ trên phía xuống. Đấy, đây. Rễ của nó này, dòng chắc này sống thì rất khỏe. Đấy. Mọi nghe. Gọi nó đây. Thân chính tôi vẫn chưa xác định được cái thân này có phải thân chính của nó không, nhưng mà thân thân mà đang sống ở đây luồn qua cái lỗ này của cái cây này. Rộng buông một cái tay rơi xuống đây. Đó. Buông một tay rơi xuống đây. Và ở đây thì sao? Ở đây thì ở đây thì đúng là liền cái cây tử này, này thì đúng là liền thân với cái khối lũa này. Cây này các bác nhìn đấy, liền với khối lũa này. Đấy, nói chung là một cây rất lạ, rất nghệ thuật. Thế bảo là đưa từ mua được từ triển lãm Hà Nam đấy, đang diễn ra đấy các bác. Đó. Cây chắc toán rất sụp xuê, rất khỏe. Cũng được làm khá là lâu rồi, được triển khá là lâu rồi. Chắc gai, chắc dây thôi các bác, chắc dây thôi mà. Đấy. Chắc dây thì chủ yếu là bonsai là chắc dây thôi. Chắc dây này thì đục tượng này thì khá là đẹp, nghe nói vậy tôi có biết đục tượng đâu. Đấy là vì chắc cao tầm là 2 mét, giá là giá nói thách thôi, giá là khoảng 40 triệu. Đấy chứ kêu là còn phi lao, phi lao mini. Cái này không biết bao tiền, chỉ mới hỏi sơ được cái chắc kia thì vào đi ngủ, nắng quá. Phi lao. Qua trong này. Vâng. Ngắm tí. Vào ngắm, em cũng đang ngắm mà. À, mình cũng ngắm. Chủ còn đang ở trong kia. Đấy, u cục đấy. Đó. U cục phết đấy. Ừ. Đây rồi, chủ đây rồi. Đang hỏi cái này bao tiền? 2,5 triệu. Múc luôn, được.
hợp lý đấy. Đấy, quay phim luôn mới biết giá luôn. Đấy, cây đấy thì bao tiền nhỉ? Cây nào em? Đấy, cây đang vật đấy. Cái này á? Đây là 5 triệu. Cái gì đấy? Cái này cái gì? Cái này gỗ chắc. Chắc. Hả? Chắc chắc chắc. Chắc đây ạ. Mà cái này mà đóng bàn ghế rồi. Cây này. Cái đấy 9 triệu. Mà quay cái mặt này nắng bóng ấy. Con bồ đề này. Quay cái mặt này đi, quay mặt kia ra đây cho này. Mấy ô à? Ôi ô, mỉ quá. Mua cây của bà, ông bà. Thế thì lại phải làm ấm trà ra đây. À không lấy ô, à không mua được cây thì ngắm chứ làm gì mà ai bắt ra phải bỏ túi rồi mà. Không nhưng mà không mua được cây và bắt thì ô nước của bà. Quay cái mặt đấy đẹp. Sau đi là có khi chửi đấy. Quay cái mặt đấy đẹp đúng không em? Đó. Được. Mày quay mày đưa lên đấy. Vâng. Ôi giời. Đây gỗ chắc à? Người thích. Chắc. Kia đấy, con chắc kia kìa gốm này. Chắc kia. Cái này à? Đấy. Cái này bao tiền đây? Em kéo luôn cẩn thận đổ em đấy, vỡ của em. Mà có gì anh đền cái gì đâu mà sợ. Ừ. Tiền đang đông. Nhưng mà cái này là đúng ở trong thân nó ra. Thân của nó đấy, thân nó chắc đấy. Cái này bao tiền em? Cái 25 triệu. À, 25 triệu. Lỗi là 25 triệu con nhé, chắc. Đấy. Tôi dân cây cảnh 5 điền chứ bà ơi. Vâng. Điền em 5 điền đấy. Yeah. Em điền xá. Điền xá à? Yeah. Nhưng mà em là em buôn. Anh ở chỗ nào 5 điền? Anh ở dưới cổ vòi. À dưới cổ vòi à, thế biết nhà ai không? 9 triệu rồi. Nó xua cho anh chuyển cổ lễ cơ. Đấy thế. Dân trong đường mình lên đây trên này đường xá trên này nhiều nhỉ. Có ăn buồn lên đây buồn cây. Vị khê à? Vị khê cây cảnh. Đúng là vị khê kìa. Ôi nắng vỡ đầu. Khoảng 8 triệu. Ờ. Được đấy. 8 triệu, khoảng 8 triệu. 8 triệu cơ mà. À đang up lên để phim tí chơi. Này. Dành dành ra đây lại nghe ngó tí, chả có tiền mua thì quay phim xem. À đúng xinh nha. Ông ấy quảng quá ác đấy. Ông vào miền Nam ra Bắc ông quay phim đó. Đúng xinh như người mạnh con sai cho riêng cho phim. Đưa loạn ngay cả đây. Ui, suốt ngày đi. Nhưng mà đúng xinh xem mà xem ra đúng xinh thì hiểu về cây hơn. Mạnh thì mạnh con sai hình như mới học về cây. Mạnh thì không biết gì về cây. Chưa nói gì về nó cách nói là mình biết rồi không hiểu về cây nên thua. Nhưng mà lại đi, nhưng mà lại bên này trẻ trâu thôi chứ thua. Nhưng mà lại đi nhiều. Không đang nói là đường mạnh cơ. Ở đấy ý là chả biết gì nhưng lại đi được nhiều. Đỗ sinh cũng đi nhiều đấy. Đỗ sinh cũng bình thường. Đỗ sinh cũng không có kiến thức. Đỗ sinh là cũng người Hà Nội đấy chứ. Cũng không có kiến thức lắm. Đỗ sinh cũng không có kiến thức. À có gì tiến à? Yeah. Thế có hai nào quay rồi đây của em không? Quay suốt ngày đây này em mở video lên xem. Phim chợ nào thì đến không quay. Thế là đây là mình một thuê ở đây à? Anh thế thì cũng gần nên năm trực anh thì anh nói anh thì ở xã Nông Lợi. Đây mà mấy cái loạt mà trên hàng trên có cái đỉnh này thì bao nhiêu ạ? Ok. Triệu rưỡi ok. Đấy, ra mà đi. Hạt rẻ luôn. Hạt rẻ đó. Hạt rẻ đó. Loạt cho các sinh viên chơi, sinh viên nghèo chơi. Đá điếc, tượng tiếc, đầy đủ. Không yêu cầu kỹ thuật cao. Cứ bỏ đi, cứ đi mà xem. Vừa mưa xong nó biến nóng. Rồi nó bốc lên. Kiểu này còn mưa tiếp. Này đắp đá thấm thủy vào đúng không? Thủy. Đây cả trước cả sau. Wow. Cây nào chịu được hết. Không cả cái kia nữa. Cả hai cái trời nữa. Các
Đấy. À, thuê được 10 năm rồi. Thuê nào cũng 1,5 triệu, được cả tượng, cả tượng, cả chậu, cả cây băng đá rồi, rất hợp lý. Mà cả thêm thì nữa thì cũng chịu, nhưng mà nói chung là cho người mới chơi sử dụng cái loại này. Đấy. Bên này là khu vực cổ Vào Vững rồi. Quay lại vào trong kia xem cái linh xe này. Linh xe. À, cây đấy bán rồi. Đây là cây gì? Cũng linh xe. Đây là nguyệt quế à? Quế. Kia cây kia bán rồi. Quanh này kinh ạ. Ủa, nắng quá các bác, thì đi khu vực khác đi các bác nhé. Đấy các bác thì qua chỗ khu vực Vừng Mừng Và Vững này thì mua cây rất là hay này các bác nhé.